Thưa quý vị, thưa các bạn, Việt Nam đang trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Cùng với đó là sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ và của cách mạng công nghiệp 4.0. Quá trình này đã mở ra nhiều cơ hội hợp tác và phát triển, mang tới nhiều việc làm mới có chất lượng cho người lao động và cũng đòi hỏi nguồn lao động chất lượng cao. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang ở giai đoạn đầu, giai đoạn chiến lược bản lề cho các nước đang phát triển tiến đến để theo kịp xu hướng thế giới. Tuy nhiên, những yếu tố mà các nước đang phát triển như Việt Nam coi là ưu thế, như lực lượng lao động thủ công trẻ, chi phí thấp sẽ không còn nữa. Theo ước tính của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO, có đến 86% lao động trong các ngành dệt may và giày dép của Việt Nam có nguy cơ mất việc làm rất cao vì những tác động đột phá về công nghiệp của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Nguy cơ này có thể chuyển thành con số thiệt hại không hề nhỏ khi các ngành như dệt may, giày dép đã tạo ra số lượng lớn việc làm cho lao động trong nước. Cái công tác đào tạo nguồn nhân lực theo cái nhu cầu của thị trường và gắn với yêu cầu của thị trường lao động trong đặc biệt giai đoạn phát triển hội nhập sâu rộng như hiện nay, biết được những cái thách thức và những yêu cầu cụ thể đang đặt ra của cách mạng công nghiệp 4.0 của nhân loại đang đặt ra cho những cái cơ sở đào tạo của những cái nước đang phát triển như Việt Nam, những cái nước mà đang có rất nhiều tiềm năng, và chúng ta đang chuyển đổi một cái quan điểm tư duy rất mạnh mẽ là từ những cái khai thác những cái lợi thế so sánh mà dựa trên lao động giá rẻ, dựa trên những nguồn tài nguyên, thì chúng ta đang chuyển sang một cái tư tưởng và cái quan điểm phát triển mới là dựa trên cái nguồn tài nguyên quý giá nhất, đó chính là cái nguồn nhân lực. Và vì vậy thì với những cái định hướng và cả những cái nền tảng quan trọng trong cái chính sách mang tính vĩ mô lẫn cả những cái yêu cầu của thực tiễn thì sẽ giúp cho chúng ta có thêm những cái bài học và có thêm được những cái hiệu quả trên thực tế để cho các cơ quan quản lý nhà nước và cũng như bản thân các cái cơ sở đào tạo nhân lực của ngành công thương và của cả nước của chúng ta sẽ có điều kiện để chúng ta để tiếp cận với cách mạng công nghiệp 4.0 một cách cụ thể và hữu hiệu. Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thời gian qua mặc dù đã có nhiều đổi mới mô hình đào tạo, có giải pháp thiết thực tháo gỡ những nút thắt trong phát triển công nghệ và chất lượng nguồn nhân lực. Tuy nhiên, nhà trường xác định việc đào tạo nhân lực là yếu tố then chốt cho phát triển bền vững và tiếp cận thành công cách mạng công nghiệp 4.0. Vì vậy, cần tiếp tục đổi mới một cách mạnh mẽ trong thời gian tới để đảm bảo yêu cầu giai đoạn mới của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, nhất là trong xu thế Việt Nam đang hội nhập sâu rộng, chuyển dịch về dòng vốn đầu tư lao động. Hiện nay, nhà trường đã phối hợp với hơn 2.000 doanh nghiệp trong và ngoài nước để đón nhận sinh viên vào thực tập, đồng thời ủng hộ nhà trường các hệ thống thiết bị để phục vụ đào tạo. Đa số các doanh nghiệp đón nhận sinh viên thực tập đã tuyển dụng được lao động đáp ứng được yêu cầu, đặc biệt là các doanh nghiệp Nhật Bản, Hàn Quốc. Tại trung tâm đào tạo Đào Công nghiệp Hà Nội, Tập đoàn Khoa học Công nghiệp Hồng Hải, thì các em được học những cái công nghệ rất là mới của bên tập đoàn, máy móc thì rất là hiện đại. Nên khi các em được thực tập ở đây thì tay nghề của các em sẽ được nâng cao. Và sau khi học xong thực tập tại trung tâm thì các em sẽ đáp ứng được những cái nhu cầu của các doanh nghiệp. Nhà trường hiện nay tất cả các chương trình đào tạo đại học trở lên, nhà trường đang rà soát lại và xây dựng lại chương trình theo một cái quy trình CDIO. Quá trình xây dựng đó là phải gắn kết từ nhu cầu của thực tiễn, từ mục tiêu chuẩn đầu ra để xây dựng cái chương trình phù hợp trong thời gian 4 năm. Ngoài việc đưa sinh viên đi thực tập, rồi tổ chức hội thảo, thì chúng tôi mời các nhà quản trị doanh nghiệp, các chuyên gia tham gia vào quá trình đào tạo, cụ thể là tham gia vào việc tham gia hội đồng xây dựng chương trình, tham gia phản biện, và cũng có mời một số là các nhà quản trị doanh nghiệp tham gia giảng dạy trực tiếp cho sinh viên. Để chủ động thích ứng và hóa giải thách thức, việc xác định lại mô hình đào tạo nghề cần được cấp thiết tiến hành. Song song với việc nâng cao chất lượng lao động, cần chuyển đổi mạnh mẽ sang mô hình đào tạo những gì thị trường cần và hướng tới chỉ đào tạo những gì thị trường sẽ cần. Với mô hình mới này, việc gắn kết giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp là yêu cầu được đặt ra, đồng thời đẩy mạnh việc hình thành các cơ sở đào tạo trong doanh nghiệp để chia sẻ các nguồn lực chung như cơ sở vật chất, tài chính, nhân lực và quan trọng hơn là rút ngắn thời gian chuyển giao từ kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn cuộc sống. Kỷ nguyên công nghệ số mang đến những cơ hội đột phá về năng suất, phát triển nhân lực công nghệ cao. Thế nhưng, chính điều này cũng đã khiến cho hàng chục nghìn lao động đang đứng trước nguy cơ mất việc làm. Bởi vậy, nếu không sớm đưa ra các giải pháp thì Việt Nam không chỉ trở nên tụt hậu mà còn phải đối mặt với gánh nặng chính sách đảm bảo an sinh xã hội cho hàng chục nghìn lao động trước nguy cơ thất nghiệp.